điểm của bạn của bạn ấy anh mạnh và sau cái đó là cái body đẹp của thầy được chưa? Vậy chúng ta khám của tập tin ngày hôm nay cũng có 3 phần được chưa? Vậy đầu tiên là khám vận động nhá. Khám vận động thì có hai cái. Khám vận động thì đầu tiên chúng ta khám cái gì? Cơ lực và chân lực cơ đúng không? Vậy cơ lực trước. Cơ lực thì chúng ta để ý đầu tiên là về dáng đi của bạn ấy. Đi rất dáng đi rất bình thường, không có bên nào khó lại, không có bên nào cảm thấy yếu đi đúng không? Được chưa? Vậy đầu tiên đánh giá về dáng đi tư thế của bạn ấy là bình thường. Tiếp theo là khám tư thế chủ động của bạn ấy. Về bây giờ yêu cầu là bạn giơ hai tay lên, giơ hai tay lên. Đó, hai tay giơ lên rất là đồng đều, vừa phải. Và bạn ấy không phải gắng sức ở một bên nào cả. Giờ hạ hai tay xuống. Tiếp theo là bây giờ là bạn ok, hai tay cứ tự nếu mà bạn ấy ngồi như này thì có hai chân được chưa? Xem hai chân của bạn như thế nào. Tiếp theo là khám về bây giờ bạn sẽ ngồi nằm xuống này. Khám về các tư thế chủ động của bạn ấy đều thấy là ổn đúng không? Và mình khám trên bệnh nhân bình thường như này thì nó sẽ chỉ là một cái, như là tôi sẽ lặp lại lý thuyết cho các bạn thôi, các bạn sẽ không hay bằng việc là các bạn khám ở trên bệnh nhân, nó sẽ có chỉ trạng bệnh nó rõ ràng. Vậy tiếp theo là chúng ta sẽ khám cơ lực, để xem cơ lực như thế nào. Nguyên tắc của khám cơ lực đó là khám từ ngọn chi đến gốc chi. Và vậy thì khám từ tay trước. Bây giờ bạn giơ hai tay lên và nắm chặt tay của tôi nào. Được chưa? Nắm chặt hết sức lại, thấy chưa? Nắm hết sức nào, và tôi sẽ cố rút ra, cứ nắm chặt hết sức rồi. Tôi sẽ cố rút ra, được chưa? Rất là chắc, hai bên đồng đều, đánh giá được cơ lực hai bên của bạn rất là tốt. Tiếp theo là bạn làm hai tay như thế này, và tôi sẽ bỏ hai tay vào tập cố để tách ra, chứng tỏ cơ lực của ngón tay là rất là tốt, đúng không? Tiếp theo là đến gốc chi. Khi khám về phần gốc chi, các bạn chú ý là các bạn tạo ra cái tay của bạn ấy một cái tư thế nó vững chắc thì các bạn sẽ khám nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như nếu mà bạn để tay bạn ấy bình thường như này thì nó rất là khó. Bây giờ các bạn cứ để một tay nắm chặt như này. Bây giờ bạn co tay này là gập tay này là gập cánh tay này, thấy chưa? Đó. Nó chắc chắn là các bạn xem được cái cơ lực của bệnh nhân nó như thế nào. Đó. Khám nguyên tắc đó là đối xứng hai bên, thấy chưa? Tương tự. Bây giờ bạn duỗi tay ra nào, thấy chưa? Duỗi tay ra đó. Cơ lực hai bên rất là tốt, thấy chưa? Đánh giá tương tự với bên này nhá. Đó là cơ lực của bàn tay. Tiếp theo là đến chân nào. Vẫn tiếp tục từ ngón chi, bạn co hai co các ngón chân này, co các ngón chân này. Rồi, duỗi ra tương tự bên này nhá. Thấy chưa? Tiếp theo là gốc chi. Bây giờ bạn duỗi chân ra. Duỗi chân ra. Và tôi sẽ đẩy chân thì đương nhiên là chân thì nó sẽ lực nó sẽ rất là mạnh, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều ở tay. Rồi bây giờ chân bên này, quay bên này, tôi không thể nào giữ được cái chân của bạn luôn. Bây giờ là co chân lại, co chân lại, rất là khỏe, bình thường đúng không? Đó, bình thường chúng ta cũng tiếp theo là bây giờ bạn giơ hai tay, đây, còn nửa hai lòng bàn tay ra. Các bạn sẽ chờ. Đây là gì? Đây là tư thế gì? Đây là cái pháp gì? Paresiche đúng không? Và trong 30 giây xem bệnh nhân có giữ được không như nào. Và nếu mà bên nào bệnh nhân bị liệt ấy, thì bên này nó sẽ đảo đảo dần dần này, nó đảo đảo dần này và nó sẽ dần dần nó hạ xuống. Còn nếu mà liệt nặng thì khi mà vừa giơ tay này lên luôn thì nó rơi cái khoảng thấm luôn đấy. Đó là cái giá. Tiếp theo là biện pháp Mangazini. Bạn lặng. Đây. Đây. Chân này. Rồi. Nhập tách ra. Rồi. Ok. Và tiếp tục giữ 30 giây. Bên nào mà yếu liệt hơn thì bên đó nó sẽ dần yếu rồi. Nhiệt rồi. Được chưa? Đó là đánh giá về cơ lực. Xong. Thế tiếp theo là cơ lực là gì? Khám trương lực đúng không? Trương lực cơ thì gồm có độ ve vẩy, độ giãn cơ, độ ve vẩy và độ chắc của cơ. Vậy độ giãn cơ này,
bạn thả lỏng nhé, thả lỏng hai tay, không dùng bất kỳ lực nào nhé, được chưa? So sánh hai bên này, độ giãn cơ hai bên là rất là tốt đúng không? Đó. Tiếp theo độ ve vẩy, được chưa? Hai tay ve vẩy bình thường và độ chắc của cơ, đó, bạn xem đối xứng hai bên, xem độ chắc của cơ của hai bên bạn có khác không? Những người mà bị liệt hay những người mà làm lâu, rất là làm lâu, rất là nhiều thời gian rồi ấy, thì cái cơ lực của bệnh nhân nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Cái cơ bên bị liệt nó sẽ rất là yếu. Hay là những bệnh nhân ví dụ bệnh nhân vừa rồi, bệnh nhân liệt cứng chẳng hạn, về trung ương, thì cái cơ lực của bệnh nhân nó sẽ bên nào nó bị liệt nó sẽ tăng lên. Đó. Sau khi đánh giá cơ lực xong, các bạn phải đánh giá xem là cơ lực của bệnh nhân tăng lên hay giảm đi do bình thường. Đối xứng hai bên, bên nào nó giảm đi, bên nào nó tăng lên do bên nào. Vậy là xong phần khám vận động. Khám vận động xong thì các bạn sẽ khám đó là cảm giác. Cảm giác thì gồm có những cảm giác gì? Cảm giác đông, cảm giác sơ đúng không? Cảm giác đông gồm cái gì? Sờ đau nóng lạnh đúng không? Vậy cái đây là cái bông mềm nhá. Các bạn sẽ các bạn nhắm mắt lại. Bây giờ cảm bạn có cảm thấy gì không? Ok, nó như vậy là đúng, được chưa? Sau đó bạn sẽ cảm lần lượt đối xứng hai bên các vùng cảm giác của bệnh nhân, được chưa? Tiếp theo là bạn cảm thấy gì? Đấy, thì đó là cảm giác đau của bệnh nhân còn tốt đúng không? Và cảm giác nóng lạnh thì các bạn tìm một vật gì đó ở đây cũng có đúng không? Để qua bỏ qua nhá. Tiếp theo là cảm giác sâu, gồm những cảm giác gì? Tư thế, vị trí, đúng rồi. Cảm giác đồ vật, đúng rồi. Dung đúng rồi. Và có thể viết là lòng bàn tay, cảm giác nhận biết chữ viết đúng không? Cảm giác tinh tế. Vậy thì đầu tiên là cảm giác dung thì các bạn sẽ để trên một mặt xương, miêu tả thôi. Sẽ dung cái âm thanh bên trên và hỏi bệnh nhân sẽ có cảm thấy gì không. Nếu bệnh nhân cảm thấy cái mức độ dung từ âm thanh truyền đến tay thì đó là đúng. Tiếp theo là cảm giác tư thế vị trí. Bây giờ sẽ phải quy ước. Bây giờ bạn mở mắt ra. Tôi sẽ quy ước với bạn, đây là ngón thứ nhất này, ngón thứ hai này, ngón thứ ba, ngón thứ tư, ngón thứ năm này. Và như thế này là gập lên này, như thế này là gập xuống này. Được chưa? Vậy bây giờ bạn nhắm mắt lại. Đây là ngón thứ mấy? Xong rồi. Nhắm mắt lại. Ok, được chưa? Vậy đấy là cảm giác của bệnh nhân nhá. Còn cảm giác chính xác hay không thì các bạn quy định. Như cái trường hợp đầu ấy thì có thể là do các bạn ấy chưa quen nên mình giải thích là chưa kỹ cho bệnh nhân, cho nên là bệnh nhân sẽ không nhầm lẫn, không nói chính xác, được chưa? Đó, đánh giá xem cảm giác tư thế vị trí của bệnh nhân như thế nào. Và tiếp theo là cảm giác nhận biết đồ vật, sẽ đưa vào đồ vật và bạn lên cái đồ vật chẳng hạn. Đây là vật gì? Bạn cầm một tay thôi, so sánh hai bên thôi mà. Bạn chỉ cầm thôi, bạn chỉ cầm thôi. Thôi chết rồi, tôi nghi lắm. Đồ vật quen thuộc. Tí ấy, bỏ vào sau. Cũng không cần gần như thế đâu. Ông cứ nói mỗi chữ bạn. Tiếp theo là viết vào chữ vào tay bạn ấy, một bạn viết rồi viết tay bạn ấy thì xem viết chữ gì. I love you. Jack Phil. Đây là viết chữ Jack Phil. Dùng chữ viết anh nhiều. Dấu bé ba. Em là vợ anh đây. Hay để viết đố anh đây là vợ thứ mấy? Năm D. Ok, phải là có là Oh. Vậy là xong là cảm giác đâu rồi mà
mày thử viết xem tao cảm giác không? Trên lâm sàng rất là nhiều bạn rất là nhiều bút kìa. Cảm giác nông và cảm giác sâu cho nên là chỉ điểm rất là nhiều. Khám là khám cảm giác nông thì chuyển sang cảm giác sâu rất là loạn lên. Được chưa? Thì khám khám phản xạ, khám phản xạ thì đúng không? Phản xạ gân xương và phản xạ Babinski. Nó rất nhiều phản xạ nhưng mà hai cái phản xạ chú ý cho các bạn. Vậy thì đầu tiên là nhịp đầu cánh tay này, các bạn sờ này. Ôi nhịp đầu cánh tay nó rất là rõ. Đó. Các bạn đặt đặt ngón tay lên. Như tôi đã nói là vì sao nó rất là nhạy cảm. Các bạn sẽ gõ lên trên cái phần cánh tay của các bạn. Đấy là cái phản xạ gân cơ nó sẽ nhẹ bình thường của bệnh nhân. Thấy chưa? Thế thì nếu các bạn gõ đúng vào cái gân cơ ấy, thì nó sẽ có phản xạ gân cơ. Cái này nó sẽ hơi ngược tay thôi. Và nó chỉ nhẹ nhẹ như thế này thôi. Đó là cái phản xạ gân cơ nó bình thường. Tiếp theo là cái gân cơ tam đầu này, gân cơ tam đầu này, gân cơ tam đầu này. Đó, đấy là phản xạ gân cơ tam đầu. Còn gân cơ tứ đầu đùi thì bạn mặc quần bùa đúng không? Nguyên tắc là không gõ qua quần áo. Đó là